Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Golden Boots, và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau review Vika CP10, mẫu giày kết hợp giữa hãng Vika và cầu thủ Nguyễn Công Phượng. Và ngay bây giờ hãy cùng bắt đầu thôi. Hãng Vika lần này đã ra mắt sản phẩm CP10 với 4 phối màu chính, đó là xám xanh, bạc cam, xanh bạc và xanh chuối, sẵn sàng khiến cho anh em nổi bần bật ở trên sân. Đôi giày như một người bạn trung thành giúp tôi tự tin chiến đấu trên sân cỏ, cầu thủ Nguyễn Công Phượng chia sẻ. Và như anh em có thể thấy là dòng chữ này được in trên vỏ hộp luôn. Upper của Vika CP10 được làm bằng chất liệu da microfiber cao cấp, nguyên liệu được xử lý đặc biệt trong quá trình sản xuất. Trên tay tôi cảm thấy một sự mỏng cực kỳ, đi kèm với đó là trọng lượng nhẹ, chỉ 220g cho một chiếc size 40, và không thể không kể đến độ mềm mại, mới sờ vào đã thấy ổn áp luôn rồi. Chất liệu có tính chất đàn hồi tốt, giúp giữ form và ôm chân. Và cá nhân tôi cũng thấy có một sự bo nhọn khá là rõ ở đầu mũi giày này, đồng thời thì chất liệu cũng khá là uy tín khi mà cầm trên tay anh em ạ. Phần upper mát mịn được phủ lớp nano mỏng giúp hạn chế thấm nước, bám bẩn, dễ vệ sinh và tăng độ bền cho sản phẩm. Upper này thì cứ phải gọi là dễ vệ sinh thật sự luôn anh em ơi, đá xong chỉ cần lau cái là sạch. Ngoài ra thì phần lưỡi gà chun thì hoàn toàn được làm từ các màu không bị dễ bẩn, nên anh em cứ thoải mái mà chiến thôi. Như anh em có thể thấy là phần đầu mũi, phần má trong má ngoài xuất hiện những đường vân với mục đích là tạo ra sự ma sát, tăng thêm sự bám dính và cảm giác bóng. Bộ đế giày tây áp quen thuộc với bóng đá sân cỏ nhân tạo được làm bằng cao su non mềm, đế cho tới đinh đều mang tới sự mềm mại. Nhưng với những chiếc đinh kích thước lớn sẽ đảm bảo sự bám sân tốt hơn, cũng như là loại bỏ khả năng bị gãy đinh. Đồng thời thì cảm giác đế mỏng, đế thấp nên dễ chơi với bất kỳ anh em nào. Cổ giày thun co giãn được thiết kế với độ cao vừa phải, cá nhân tôi thấy rất thích thiết kế này. Thay vì lưỡi gà rời như QH19L, lưỡi gà liền như thế này sẽ giảm thiểu khả năng lệch lưỡi gà, cũng như là việc cao su lọt vào trong giày. Chất liệu cấu thành hãng gọi là WeFlyKnit. Trên tay, nhất là phần lưỡi gà thun, cảm thấy chất lượng thực sự anh em ạ. Cho dù sợi dẹt, cá nhân tôi cảm thấy là hơi mỏng, hơi thưa, nhưng mà vẫn là ok trong tầm giá. Lót giày được sản xuất từ chất liệu EVA và vải mesh chuyên dụng, giúp mang lại cảm giác êm ái, kết hợp với cấu trúc tổ ong thông hơi, thoáng khí khi sử dụng. Ngoài ra thì phần gót bên trong giày được bổ sung lớp EVA mỏng, tạo cảm giác ôm chân mềm mại. Đồng thời tôi cũng không thấy có miếng bọc gót, như vậy thì khả năng xảy ra tình trạng xước gót sẽ không có, thế nên anh em cứ phải gọi là yên tâm luôn. Xỏ vào với những ai chưa quen lưỡi gà liền thì sẽ hơi khó một xíu, anh em hãy mạnh dạn banh mạnh cái cổ giày ra để chân vào được dễ hơn nha. Gót chân thì sẽ trượt qua cái ngón cái để vào trong giày, hoặc anh em có thể sử dụng đón gót giày nếu như chưa quen. Việc mà không có miếng bọc gót thì cũng làm cho đôi giày này dễ xỏ hơn rất là nhiều. Cảm nhận trên chân đầu tiên thì là nó khít anh em ạ. Chân tôi thì là thuộc dạng bè nhiều nha, 25,5 ngang là 10,5 cm. Và với phần đầu mũi được bo nhọn và ôm khít như thế này thì tôi cảm thấy có những sự khó chịu nhất định, nhưng đó mới chính là cảm giác mà tôi muốn, bởi vì khít như thế thì sau khi tuần xong nó sẽ giãn ở mức độ vừa đủ đẹp với form chân của tôi. Vậy nên cá nhân tôi đánh giá rằng đây là mẫu giày phù hợp cho tất cả mọi người, từ form chân thon cho tới bè. Anh em nào thon đi sẽ ok ngay, còn form bè thì sẽ cần thêm thời gian thuần là ổn cả. Đế mềm thấp sát mặt đất nên vẫn cứ là dễ chơi, dễ thuần và dễ chịu với bất kỳ ai. Với chất liệu này thì cá nhân tôi đánh giá là đủ ổn, không có nhiều sự hỗ trợ cho việc bứt tốc. Trọng lượng nhẹ khiến cho đôi chân di chuyển cảm thấy thanh thoát anh em ạ. Cộng với việc đế bám tốt nên trải nghiệm chạy, phanh, chuyển hướng rất là ok luôn đó nha. Đồng thời thì tôi cũng đã chạy cả trận mà không có tình trạng nhấc gót xảy ra. Gót giày ôm chân phải là uy tín thật sự. Sang đến phần lót giày thì tôi cũng cảm thấy đủ êm, đủ thích chân trong một trải nghiệm trong tầm giá này. Về cảm giác bóng thì với upper mỏng mềm như thế này thì cảm giác bóng tôi đánh giá cao. Cộng với việc đế thấp và cũng mềm luôn nên khả năng xoay sở, đi bóng, di chuyển với đôi giày này cứ phải gọi là nhanh nhẹn. Cảm giác bó ở mũi ở trận đầu tiên, sang trận thứ hai đã hết hoàn toàn rồi. Chân tôi khít với giày nhưng vẫn có đủ sự thoải mái. Nếu anh em muốn một trải nghiệm xuyên suốt hơn thì trên chân mẫu giày này hãy sử dụng tất chống trơn nha. Và loại chống trơn của Vika tôi đang sử dụng cũng có một bề mặt ma sát tốt với lót giày, đồng thời cũng không quá dày, không quá mỏng, tạo ra một độ fit chân vừa đủ đẹp. Nên cá nhân tôi cũng khuyến khích anh em sử dụng combo giày Vika và tất Vika luôn nha. Về sút bóng thì vì sự khít mũi nên cảm nhận khi ra chân cũng rất dì và này nọ, nhưng vì upper và đế đều mềm nên tôi chỉ đánh giá ở mức ổn áp. Chân mình như thế nào thì vẫn sẽ vậy nha, nó sẽ không có nhiều sự trợ lực. Tổng kết lại thì tôi đánh giá Vika CP10 là một sản phẩm tốt trong tầm giá. Dưới 500.000 anh em bỏ ra thì anh em đã có một cái đôi giày có upper mềm, mỏng, nhẹ, thực sự là dễ thuần. Bên cạnh đó là một bộ đế thấp có thể chiều lòng bất kỳ ai. Nó đem lại một cảm giác cực kỳ là thật chân, cực kỳ sát mặt đất, xoay sở nhanh nhẹn, chạy cũng êm chân luôn. Một điều nữa là dưới 500.000 bỏ ra mà các bạn đã có một đôi giày lưỡi gà liền với cái cổ lửng như thế này.
Thứ nhất là nó sẽ làm hạn chế những cái cao su lọt vào trong giày. Bên cạnh đó là hoàn toàn là không có tình trạng lệch lưỡi gà xảy ra, sẽ đem tới cho anh em một trải nghiệm cực kỳ là xuyên suốt khi chơi bóng. Và đôi Vika CP10 này thì tôi đi size 40 nha. Đi Bata size nào, đi đôi này size đó. Vika QH19L anh em đi size nào thì sang CP10 cũng đi size đó nha. Ngoài ra thì trong bộ sưu tập lần này thì không chỉ có mỗi giày Vika CP10 đâu, mà cá nhân tôi cũng đánh giá rất cao bộ quần áo Vika CP10 này, cũng như là cái thất chống trơn của Vika. Nó đem lại cho tôi những trải nghiệm rất tốt.